âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Một trận đấu đầy hấp dẫn và hay đến mức không tưởng. Tôi chắc chắn với các bạn một điều như vậy. Nó bắt đầu từ đây. Trận đấu giao hữu. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ sôi nổi và đầy chất công hiến. Lúc này thì trọng tài Jonas Eriksen, trọng tài người Thụy Điển đã chơi một trận đấu được bắt đầu. Pha xử lý rất tốt. Pha che bóng bổng. Long game plan. Anh Huy. Xin đưa đến Zidane. Di Maria. Juan Riquelme. Cánh trái tấn công rất hiệu quả. Mario Kempes. Chuyền vào. Messi. Bật lên. Không được. Lizarazu. Didier Deschamps. Pha bắt bài rất tốt. Juan Riquelme. Angel Di Maria. Mario Kempes. Pha bắt bài rất tốt. Và xử lý rất kỹ thuật. Đàn thà rất đúng lúc. Diego Maradona. Redondo. Zanetti. Diego Maradona. Khi có khoảng trống thì tốc độ của anh là một tốc độ kinh hoàng, không nhiều cầu thủ có thể theo kịp trong những tình huống đua tốc độ như thế này. Bóng đá đi hết đường dọc. Đường truyền hơi lộ và đã bị bắt bài. Riquelme. Điều này Messi sẽ có một phút bù giờ. Một pha tấn công thẳng vào trung lộ và phối hợp không thành công. Trọng tài đã đổi cò từ lúc hiệp một. Hiệp một trôi qua thật nhanh và không có nhiều tình huống nguy hiểm. Tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên đã vang lên và hiệp đấu đầu tiên xứng đáng được coi là cuộc đấu trí về mặt chiến thuật giữa cầu thủ hai đội. Bàn thắng không đến với một thế trận như vậy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.